trong giây phút chia phôi thì mình nghe đau nhói, ôi đau nhói từng câu nói yêu thương sao cứ mãi thơ vương khiến lòng thêm tê buồn như mùa đông trớn về. Sao không cứ mãi bên nhau dài lâu, ai đã khiến sóng ngăn sầu đâu, ai sẽ chi cách ngăn chia giọt nước mắt. Bên nhau vui, sao không hết tâm tư người ơi, mong mai kia từ mãi trong tim tình này. Nước mắt ai rơi trong giây phút chia phôi, tim mình nghe đau nhói, ôi đau nhói từng câu nói chúng ta tổ chức làm lễ tri điệu bạn đồng đội cơ hội từ Hòa Ban. Xin mời anh Pháp trưởng ban đoàn sẽ có ý kiến. Kính thưa hội đồng gia tộc, kính thưa tăng quyến cùng gia đình, hôm nay tin bạn Nguyễn Văn Tâm có đột ngột từ giã của đời. Hôm nay nhóm thân hữu thành phật tử Hòa Vang, Đà Nẵng, Hội An đến xin phép gia đình đến để viếng tang cho bạn trước khi bạn về nơi an nghỉ cuối cùng. Tất cả chú ý thanh niên học tập tư chào sao kính thưa hội đồng gia tộc, kính thưa tăng quyến cùng gia đình, cho đến giờ phút này anh chị em chúng tôi cũng không tin là bản tâm người bạn và thân thương của nhóm đã từng giả cuộc đời này. Xin phép gia đình cho nhóm thân hữu cựu hoàng lực lượng Hòa Vang được đến đây để chia sẻ nỗi đau thương mất mát quá lớn này cùng với gia đình, và để đi nhìn bạn năm năm cuối cùng trước khi bạn đi về thế giới bên kia. Bạn tâm ơi, thế là từ nay và mãi mãi nhóm chúng mình không bao giờ được nhìn thấy bạn nữa rồi. Một người bạn luôn sôi nổi bình dị nhiệt tình với tinh thần vì mọi người, sống vì bạn và nhờ bạn, đột ngột và ngỡ ngàng quá. Mới hôm ngày 8 tháng 5 gặp mặt toàn tỉnh tại Hội An, vợ chồng bạn vẫn còn rạng rỡ và tràn đầy năng lượng, tiếng hát trong những lần hội ngộ mang nhiều cảm xúc vẫn còn vang vọng đâu đây. Thế rồi khi hai tin bạn bị bảo vệ, tin dữ bảo vệ, anh chị em thay nhau vào thăm
sức khỏe ngày càng xấu đi, nhưng mọi người vẫn đều có một phép nghĩ, một phép màu nào đó để mà vượt qua số phận nghiệt ngã quá. Dù biết rằng sinh tử là quy luật của đất trời. Nhưng sao thái độ thương quá, vẫn miệng bàn một thời những thiếu. Anh chị em chúng mình gặp nhau tại cấm đề, rồi hình thành nên những tấm lòng nhân ái, dành sự nhiệt huyết cho lý tưởng nhân đạo, vì tình yêu thương đồng loại. Những chuyến đi vì đồng bào bảo lục, nạn nhân chiến cuộc, làm những người hành khắp bất đắc dĩ. Đoàn viên thanh niên Hồng Tập Tự có mặt khắp mọi nơi nhằm xóa dịu bớt đi những nỗi khó khăn của đồng bào, những tư ước làm sao quên được cả bạn. Hết chiến tranh vì cuộc sống mưu sinh, anh chị em chúng mình lại tán rất tạm xa nhau, nhưng vẫn dành một góc trong trái tim của mỗi người để nhớ về một thời đáng đăng trầm đó. Chị nhà và các cháu thân mến, nỗi đau nối tiếp nỗi đau, những người thân thương nhất lần được chia xa, còn nỗi biệt ly nào lớn hơn. Cầu mong chị và các cháu hãy mạnh mẽ hơn để vượt qua đau thương này, vì tương lai của các con các cháu của vợ chồng bạn rồi đây còn nỗi buồn trống hơn nữa. Các chú tuổi hồi ngộ hàng năm lại tiếp tục phán thêm Nguyễn Văn Tâm, số mệnh đã an bài, thôi biết nói gì đây. Cầu mong bà hãy ra đi thanh thản và yên yên, chưa thoát nơi miền tình bạn. Xin vĩnh biệt bà. Sau đây bạn Vượng có một bài thơ để tiễn biệt bạn, xin mời bạn Vượng. Kính thưa gia đình nhà thông, đề nghị các cái phòng người chúng ta phòng rời chữ thập đỏ và ban chúng tôi đến đây kính hương và cũng chia sẻ một cái đau buồn, đau thương, mất mát của gia đình và cổng thương những người bạn đã ra đi trong cái cuộc sống đang an vui, hạnh phúc và phát triển. Thì trong cái nông nghiệp đó cũng đó, thì mỗi chúng tôi chắc là cứ đặt một tình cảm thân thương luôn nhớ điều đó. Và đặc biệt buổi tiễn biệt bạn về đây của Vĩnh Hiền, thì tôi có lòng mấy lời tình đã làm của mình để trong cái buổi tiễn như hôm nay, xin mời mình đọc để mọi người và cộng đồng xin cảm ơn. Kính thưa gia đình và thân nhân các bạn, trong nỗi đau thương công sức thì bản thân cũng là vòng này xin nhờ khoảng có bài thơ, thì mong rằng cái gì đó có sự thông cảm của mọi người. Tiễn mật thương làm bạn ơi phục việc đi, giáo rằng bỏ tạm hãy ra đi, mà lòng vương vấn thương và nhớ kẻ ấy người đi và u buồn. Thôi kể từ đây gắn vào đầu một mùa thu đẹp láng vàng rơi, mái trời hồng và thương và nhớ nơi của tỉnh về trọng an tiên xin cũng đi. Để tiếng nhớ bạn anh chị em dưới này giờ một biết phút của mình thì hai lần là kỷ niệm ông không cứ mãi bên nhau dài lâu, ai đã khiến sống ngăn sầu đâu, ai sẽ chi cách ngăn chia giọt nước mắt. Sao không cứ mãi bên nhau vui, sao không hết tâm tư người ơi, mong ai kia giữ mãi trong tim tình này.
nước mắt ai rơi trong giây buồn chia khổ tim mình nghe đau nhói ôi đau nhói từng câu nói cắt chia giọt nước mắt sao không cứ mãi bên nhau vui sao tôi hết tâm tư người ơi mong ai kia giữ mãi trong tim tình này sao không cứ mãi bên nhau dài lâu đâu anh chỉ gắn chia giọt nước mắt sao không cứ mãi bên nhau vui sao không hết tâm người ơi mong ai kia dừng mãi trong tim tình này mong ai kia dừng mãi trong tim tình này. Bạn ơi, anh em nha, những chúng mình cùng với các anh chị Hội An Đà Nẵng có mặt để giữ đưa bạn, mong bạn hãy yên lòng về đây đắc lạc. Chúng ta cầm tay nhau truyền dây thân ái để cầu mong bạn mau chiêu thoát nơi cuối cùng. Trời tới dây chuyền bạn ơi vui hãy bạn ơi. Mong ai kia giữ mãi trong